Rồi chào anh chị em quay lên kênh Cá Màu của Thắng. Hôm nay Thắng sẽ lên một số dòng cá cực kỳ ưu đãi cho anh chị em nha. Và hôm nay mình sẽ giảm giá một số dòng cá và mình sẽ hành lý một số cá nha anh chị em. Anh chị em nhớ đón xem clip của mình nha. Rồi, chứ mà anh chị em là dòng coi ghét ghen yêu nha. Đó, anh em thấy không? Đầu sâu cao đậm. Cái này size mới gần 3 tháng thôi nha, tầm 2 tháng rưỡi hơn thôi. Đó, mình còn một bầy là cá mái không các bạn, mình thấy cái trống rồi nha. Nếu anh chị em nào lấy một cặp á, nếu đầu sâu một cặp á thì mình bán là 40k, lẻ là 25k một con các bạn, mình bán cá mái luôn nha, 25k một con cá mái đó. Mình không có cá trống nha, cá trống mình hết rồi nha các bạn. Đó, anh chị em phải thấy không, đầu rất là sâu luôn nha, đậm sâu nha anh chị em, có khi để một lần lên tay luôn nha anh chị em. Rồi anh chị em nhanh chân nha, để mình qua dòng khác cho các bạn xem. Đó, đầu sâu quá đẹp. Rồi thì đây là dòng Albino Gold Gift Bomb Queen nha anh chị em. Đó, anh chị em thấy không, dòng mình đang hot, nó sẽ thay thế với dòng Queen Gold thường mình. Chủ yếu là muốn nuôi lần nào nuôi thì rất là dễ luôn. Đó, mình chỉ còn được 2-3 cặp gì thôi đó. Thì 80k một cặp cho cá huy bông và gen thì là 40k anh chị em. Cá gen là 40k một cặp, huy bông là 80k nha. Đó, huy bông rất là đẹp luôn nha. Dòng này là full vảy hết trơn anh chị em, bao anh chị em là full vảy hết nha. Và mình nuôi lần nào bên trên cho em, lần đen thì nó lên cá màu đẹp cực kỳ luôn, tại vì nó mắt đỏ nha anh chị em, mắt đỏ hơi khó nuôi hơn mắt đen một tí nha anh chị em. Đó, chị mày thấy không, rất là đẹp luôn á. Cái dòng này mình nuôi, muốn nuôi lần nào mình nuôi đó, được cái chuộng cho đó đó. Full gold mình thì phải nuôi lần vàng hoặc lần trắng mới được nha. Cái này mình nuôi lần gì mình nuôi nha. Rồi đây là cá mình thanh lý nha các bạn. Đó, anh chị em bên đây thấy cái bài Albino Gold Gift Bomb mình không, Gift Bomb và gen luôn nha. Cái bài này bao anh chị em là 100% là full dãy hết luôn nha. Cá này 2 tháng rồi đó, con cá này mình thấy nó bự quá lớn rồi ha, full dãy hết luôn. Mình còn nó tầm 5-10 con cá trống nha, 10 con cá trống đó nha. Cái bài này tầm 30-40 con anh chị em. Đó, anh chị em nào ôm hết bài này thì 500k anh chị em, ôm hết thì 500k nha. Rồi cái bán lẻ thì mình bán là full dãy hết nha anh em, nhớ kỹ nha, full dãy hết nha. Bán lẻ là một con là huy bông thì 40k ha, gen thì 25k ha. Nhưng mà anh chị em ôm hết đi, mình còn đâu 10 con cá trống gì đó, anh em hết bầy đi nha, chỉ 500k thôi nha anh chị em. Quá đẹp luôn nha, mình đang xả luôn anh chị em. Rồi tiếp theo là dòng Wilcoin huy bông sắc Finsi nha. Đó, cá này cá tơ thôi nhưng mà anh em thấy là cũng cá mái, ba cá mái nha, là đều là Finsi hết nha anh chị em. Finsi á đó, cá trống của Finsi luôn nha, cá trống ghi bông mà Finsi luôn á. Anh chị em nào lấy cá gen thì mình đưa cá gen cho chị em, mình tặng cho anh chị em thêm một hai con cá ghi bông gì đó, tại vì ghi bông cũng nhiều ha. Ba, nói chung là mình còn có ba cá mái thôi đó, là ba cặp. Anh chị em lấy hết ba cặp này chỉ 200k thôi nha. Đó, 200k nhất là chị em nhanh chăng nha. Đó, nhưng mà thấy là tay bơm nha, nhìn anh em nhìn nó ngoài rất đẹp luôn á, tại vì cái tay bơm nó rất là dài luôn á. 200k cho ba cặp này nha anh chị em. Đó, ghi bông và Finsi luôn mà chỉ có 200k là ba cặp, có rẻ anh chị em. Rồi tiếp theo là Dumbo Gecko nha anh chị em. Đó, tay bơm rất là bự và to luôn. BDS, cái gen này gen hắc môn nha anh chị em, nó trong bộ hắc môn vậy đó. Thì cái bộ này mình không thể nào giảm giá cho anh chị em được, anh chị em thông cảm nha, tại vì cái tay bơi nó rất là to luôn anh chị em. Đó, lấy cái trống đó nha. Thì cái bộ này mình bán á, là anh chị em nào lấy combo đỡ hở mình bán là 50k một cặp và combo 4 cặp 200, thì hôm nay mình sẽ tặng cho chị em một cặp nữa là 5 cặp nha anh chị em. Anh chị em nào lấy combo 5 cặp chỉ 200k thôi nha, để mình chớp cho anh chị em xem nè. Đó, anh chị em có thể thấy không, tay bơi rất là bự luôn á, nhìn rất đại đó anh chị em, tay bơi rất là bự luôn nha. Đó, còn đâu cũng nhiều lắm anh chị em, còn đâu tầm 30 cặp á. Đó, anh em chăng nha, chỉ 5 cặp chỉ 200k thôi. Đó, tay bơi rất là bự và to, cái bê ớt á, cái bê lưng nó rất là to luôn anh chị em, tại vì nó không gây được hóc môn, bản đuôi cũng rất là bự luôn nhưng mà không gây được hóc môn, nên cái giá này sẽ rẻ lắm anh chị em, hóc môn sẽ cao nha. Anh chị em yên tâm về chất lượng bên mình nha, bán cá nói chung là cá đẹp thì mình sẽ bán cá cao một tí, cá nào mình đúng với số tiền anh chị em nha, yên tâm về vấn đề đó nha anh chị em. Thì mình bảo hành cho anh chị em luôn nha, bảo hành cá hay đi đến nơi cho anh chị em luôn,
anh chị em yên tâm đi, mình cứ ship xa hết nha anh chị em, rõ cho chứ ship cảnh xa bao nhiêu anh chị em hỏi mình á anh chị em cũng không 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 gần về đó đúng không, nhưng mà yên tâm đi, mình cái gì mình sẽ chịu thiệt hại cho, và đa phần là mình ship thì đến nơi thì cá vẫn khỏe như thường, không vấn đề gì cả. Tại vì đó anh chị em chưa 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 ship, anh chị em chưa có để ý thôi, mình vẫn cứ mình cứ nhận nhiều đơn lắm rồi. Đó, đây là cá mái nha anh chị em. Đó, nhưng mà cá mái này về mình cho đẻ luôn nha. Xa này rất là bự rồi, to rồi. Về là mình ghép trống vô là nó đẻ luôn nha anh chị em. Đó, anh chị em yên tâm nha. Mùa mùa Covid dịch bệnh này mình cách ly ở nhà thì mình chơi cá ngắm cá nha anh chị em. Nói chung là clip này mình lấy của clip trước á, cái clip mình đăng trước rồi, tại vì mình không có biến quay lại quá anh chị em, cá này vẫn vậy đâu, mình quay lại hoài nhàm lắm nha. Đó, mình quay đăng lên cập nhật cho anh chị em xem thôi nha. À, thì nhanh ra đặt 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 cá cho em combo 5 cặp là 200k cho combo tay bự bự nha anh chị em. Đó, cá mấy là to luôn đó nha, bắt về cho đẻ luôn được luôn. Rồi tiếp theo là gồng đỏ BDS nha, cái bản đuôi rất là to thôi mà không được hát muôn nè, bản đuôi rất là to. Cá mái anh chị em thấy không, cá mái tia luôn, là rất là đều luôn, cá chấm có một vài con tia đều, thì cái này mình cũng còn đâu tầm 10 cặp hay gì à, anh chị em nào lấy hết cho mình càng tốt nha, thì em bốt mình thì lấy còn tầm 10 cặp thôi, lấy hết cho mình giá cực kỳ rẻ luôn, lấy hết 10 cặp chỉ 350 thôi, 300 hoặc lấy về 10 cặp chỉ 300k thôi, mình còn đâu tầm 10 cặp à. Anh chị em nào lấy tầm 5 cặp thì 200k anh chị em, combo 5 cặp 200k nha. À, 5 cặp là 200k, vòng bộ này rất đẹp luôn anh chị em. 5 cặp 200k, 10 cặp thì 300k nha anh chị em. Còn khoảng tầm 10 cặp hả? À, lúc cái chấm cá mái nè anh chị em thấy không? Rất là đẹp luôn á. Gồng đỏ BS này gồng Thái hay gì anh chị em. Nói chung là mình bán cá là chỉ muốn mua là lấy tiền là mua là thức ăn cho cá thôi nha anh chị em, và tiền nước, tiền điện, tiền oxy các thứ rồi nha, chứ mình không có lời nha anh chị em. Mình bán chỉ có vài chục triệu một cặp thôi. Mấy shop khác thì mấy kênh YouTube khác anh chị em, thì kênh YouTube họ lớn, nhưng mà họ có nhiều mối rồi, thì họ bán giá cũng cao hơn mình một xíu, mà anh chị em không hiểu sao mà cá mình vẫn đẹp như người ta mà bán giá thấp hơn mà anh chị em không mua thì mình cũng không hiểu sao nha. Rồi thì đây là combo hắc mua nha anh chị em, bây giờ hắc mua nha. Đó, anh chị em có thấy là bán đuôi bung rất là to luôn nha. Đó, nên mua hóc môn này bán chỉ 60k một cặp thôi anh chị em, 60 nha. Đó, trời ơi, 60k một cặp. Cái bộ này anh nhiều anh chị em bán từ 150 anh chị em, 150 một cặp nha, bán chỉ 60k rồi đó. Đó, thì bán combo 4 cặp là combo 4 cặp. 4 cặp là 240 nha anh chị em. Đó, 4 cặp là 240. Combo 4 cặp là 240 nha anh chị em. 600 200 800 240. Rồi, 4 cặp 240 anh chị em nhanh chăng nha. Nó bô hắc môn bên đó rất là đẹp luôn á. Bung rất là ghê luôn á. Đây là clip cái trống nha. Để một xíu quay cái máy anh chị em xem nha. Đó, anh chị em phải thấy không? Anh chị em yên tâm tin tưởng mình nha, mình ship cá tận nơi cho anh chị em nha. Mình ship code luôn nha anh chị em. Anh chị em nếu có vấn đề mình sẽ bảo hành cho chị em mà mình chuyển cá lại cho anh chị em nha. Anh chị em yên tâm nha. Rồi đây là lấy cá mái cho anh chị em. Đó, em thấy không? Cá mái là bung gấp quay 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 lưng dựng luôn nè anh chị em. Quay lưng dựng luôn. Đó, cá mái về làm giống rất là tốt nha, cái bộ là tuyển giống được đó nha anh chị em, chứ không phải là thường đâu nha. Đó, cá mái dựng quay luôn thấy ghê không? Đó, thì anh chị em mình đang đặt cá nha. Anh chị em cái mình thì yên tâm về cái vấn đề mình sẽ có tặng thêm gông cho anh chị em nha. Tại vì mình nuôi cá mình rất là nhiều gông luôn. Anh chị em về set up hộ sinh mình kêu rất là ổn luôn nha, rất là đẹp luôn á. Rồi để mấy con cá này vào nha. Đó, anh chị em chân đặt cái mình nha. Anh chị em bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Để đạt được 1.000 sub mình sẽ tạo event tặng cá cho anh chị em nha. Rồi anh chị em chân nha anh chị em. Cảm ơn anh chị em nhiều nha.